Đây các bác ạ, cháu giờ cho cháu mì ăn. Mì ăn khỏe vào nhá con nhá. Mà búc. Mà búc, mà búc ạ. Đây là cháo với thịt gà anh. Đâu? Ừ, cái này là khỏi rồi, còn cái này là vẫn còn đau rồi. Chút gì xem ạ. Xách cái quần cao lên, xem là bu vào. Cái này là cái vết này là khỏi đấy. Đấy, anh Va cứ bảo là bôi nhiều vào nhé, hết lại bảo em. Chào mừng toàn thể các bác cô chú anh chị đến với số tiếp theo trên kênh Về Miền Tây Bắc. Thay mặt cho kênh tiếp tục chia sẻ gia đình nhà anh Va cho toàn thể các bác biết. Ngày nay thì cũng có mua một chút đồ vào gia đình nhà anh Va, thì có gọi cháu dở lên hộ sùng mang một chút đồ nữa các bác ạ. Anh Long thì cũng có chút việc nữa. Ăn sáng chưa hả cháu dở? Nó trải vào đây nè. À chưa. Cháu dở thì hơi ngại các bác ạ. Cháu Thành đâu rồi? Về nhà chưa? Tút tủ là chết ta? Ở trên nhà. Lần trước kia khi mà cháu dở với anh Ba với cháu Mỉ về nhà thì là cháu Thành là đi nhà bạn rồi. Về đến nhà là lại có bạn gọi đi chơi. Hôm qua chắc ở đây mưa to lắm các bác ạ. Cuốn hết này. Lá cỏ rồi lá cây xuống dưới này hết này. Nay thì cũng dùng cái số tiền quát quý nhà hảo tân ở trên kênh Về Miền Tây Bắc này mua một chút đồ. Ngày nay Sùng cũng mua hết 450.000 đồng tiền thức ăn, thịt rồi là quả rồi là rau. Trong khi đó thì Sùng có mang một cái tải quà. Chả biết là của cô bác nào mà không có ghi ở trên túi đấy. Cho hoàn cảnh nào cũng không biết. Cho nên là thì canh cứ lấy ra cho nhà anh Va. Hôm qua mưa quá cho nên là chỗ này ướt hết đi. Mưa như này là nhà như này là mùa đông là không ở được các bác. Anh ăn sáng chưa? Chưa. Chào các con nhá. Hiểu. Đây anh hộ em để vào chỗ nào. Vâng. Cảm ơn này. Cháu Mỉ đang cho bỉ vào thay bỉ mua bỉ vào anh cho mua bỉ cho nó đỡ phải bẩn nhỉ. Bây giờ mới cho mặc quần thay bỉ các bác. Hơi tối nhỉ. Gia đình đang nấu cái gì đấy? Nấu cháo cho con. À, nấu cháo à? Thôi được rồi. Để cái này xa xa một chút chín chưa nhỉ? Chưa ăn sáng à? Chưa. Chưa à? Vừa mới nấu xong. Vừa nấu xong. Nấu có cái gì đây? Có gì đâu, cơm thôi. À, cơm thôi à? Em mua thịt rồi, với rau rồi. Nếu mà chưa nấu thì là nấu cho các con ăn đi. Ngày hôm nay thì Sùng có mua được có 2 cân bao nhiêu ấy thịt nạc ấy, anh xem nào để nấu cho các con đi. Các con hình như vừa mới dậy ấy. Buổi sáng sớm này là chú đinh rất là sớm các bác ạ. Nói chứ hả con? Con chép là tao? Hả? À, chưa đói à? Bởi vì như cái cháu này là nó gần gũi với Sùng lắm. Khi mà Sùng lên trên này ấy. Cháu Mỉ đỡ hơn cho anh. Có. À, đỡ hơn một chút rồi à? Nhớ là uống thuốc như là hai anh em dặn nha. Uống thuốc và bôi thuốc vào. Bôi thuốc vào. Hôm trước cũng phải chỉ anh Ba chỉ đi chỉ lại để mà nhớ. Đây gia đình nhà anh Ba bắt đầu ăn sáng các bác. Thì cũng có mời cả Sùng đây. Các bác cưng của Sùng đây các bác ơi. Đấy, nói chung là Sùng thì dậy rất là sớm ăn cơm sáng rồi. Thì cũng chẳng ngon đâu, nhiều lúc hai anh em đi thì cũng chẳng ngon. Ăn cơm đi nhá. Mua đậu phụ về là gia đình luộc một chút đậu phụ với rau muống ấy.
Thì gia đình là như nào thì tùy gia đình, bởi vì mua về cho gia đình. Hôm qua thì là anh Ba có kể là con gà chết à? Ừ, hôm qua nó đi mua một con gà vào nuôi nhưng mà bị làm sao lại chết rồi. Về đến nhà nó chết rồi. À, mua con gà về nuôi. Thôi thì cứ ăn cơm đi nhá. Gắp thịt cho con đi. Ngại. Đây. Đúng rồi. Ăn no no vào, no cho cháu Hoa Lý ạ. Hoa Lý giống cao á. À, tức là những cái cháu nhỏ ở vùng cao này là hay phải để cơn riêng ra một cái bát. Anh chị mà. Ô, nó chào nó. Nó chào chân do chị khát lọt thế. Để canh đây, anh Ba thì cũng bảo là xuống ăn cơm đi. Sáng thì chả một chút canh này cho cháu Mai. Mỗi lần vào là cứ chia sẻ cái bữa cơm của gia đình cho toàn thể các bác biết. No luôn Mai đó. Sữa tươi lên các bác. Thấy chưa? Đó. Nhìn gia đình cháu Thành thì lúc nữa với cháu Dở là nghe là một lúc đang cơn xong là phải đi hộ bà con ở trong bản này là bể ngô. Đi gùi ngô hay là bể ngô đấy hả anh Ba? Bể ngô à? À, ở đây là ví dụ như mà đi kéo nước thì có xa không? Xa thế đấy. Xa à? Tầm khoảng mấy trăm mét? Khoảng 300 mét. 300 mét à? Kéo nước, ví dụ như mà kéo nước thì là 300 mét. Thì có anh Long về nói với cháu Sùng khi mà vào chia sẻ với gia đình anh Ba thì hỏi xin như nào thì có thể kéo nước về cho gia đình ấy. Mua dây dẫn nước xong là kéo nước về cho gia đình tận nhà cho nó gần đấy. Có được không anh? Có, được à? Đấy, thế là cũng hỏi gia đình để mà biết ấy. Xong là anh Long thì cũng có việc của gia đình cho nên là về nhà rồi. Đi vào chia sẻ cũng như hỏi anh Ba. Thế cái chỗ mà tấn ván này là một tấn bao nhiêu tiền nhỉ? Hôm trước hỏi nhưng mà quên mất rồi. Một tấn là trang dưới. Trang dưới. Thế chỗ đấy còn bán nữa không? Vẫn còn à? Vẫn còn à? Chỗ đang hết tiền rồi. À hết tiền rồi, anh Ba hết tiền rồi. Thì nói chung là các bác thì cũng đều biết tới là một cái số quý khi mà cháu Mỹ đi chữa bệnh thì còn rất là nhiều, dư rất là nhiều. Thì anh Long bảo là thế thì hỏi gia đình. Gia đình thì không có nguồn nước ở đây thì nói chung là cháu Dở hay là gia đình anh Ba hay đi xách nước ấy, thì có thể kéo một cái nguồn nước cho gia đình rồi là sửa sang lại nhà cho anh Ba để cho gia đình tiện. Với là mùa đông thì cũng sắp ập tới rồi, các bác có thể nhìn tới cái bức ở bên này. Ví dụ như mà mùa đông thì nó lùa rồi là mưa phùn nhỏ thì nó sẽ rất là lạnh, đặc biệt là cháu Mì rồi là các con cháu Mai. Thì cũng nói như vậy để cho toàn thể các bác biết khi mà hỏi về gia đình ấy. Khi mà gia đình thì cháu Mì thì còn nhỏ, mấy giống như kiểu mấy tháng tuổi thôi các bác. Ăn đi nhá cháu Mai. Còn cháu kia thì là không ăn cơm nữa, cứ phải xem điện thoại. Cho nên là cho xem điện thoại rồi. Ăn xong một lúc nữa thì mới cho cháu Mì với cháu kia ăn thì ăn sao thôi. Cứ thích xem điện thoại. Ăn cơm nhiều vào nhá, cháu Dở nhá. Thì mới có sức để mà đi gánh ngô, gùi ngô nhá. Cháu Thành một lúc nó có đi không? Cứ ăn bình thường vào đi. Xong là gia đình có nương ở gần đây không hả anh Ba? Không à. Không à? Ở tít ở trên rừng hôm trước mà em đi chia sẻ cái gì à? Ồ, xa quá nhỉ. Thế mình xin đất ở đây trồng rau có được không? Vẫn xin được nhưng mà khi là mình đã trồng được nhưng mà một thời gian người ta đã làm rồi, người ta mới bảo thế. Nói chung là phải trồng rau, gia đình mới có rau ăn. Xuống thấy là gia đình không có rau luôn đấy. Nhiều lúc thỉnh thoảng thì chỉ có cơm với nước thôi. Nhiều lúc mình vào thì mới như có rau rồi là đậu thịt. Thì anh nhớ để mấy cái cân thịt đấy nhá. Để mà mang ướp hay là như nào để mà bảo quản ấy. Xong là cứ cho gia đình ăn đi nhá.
cảm ơn này. Đây là Sùng, hôm nay Sùng có mua 2 cân 3 thịt các bác ạ, 1 cân 120. Chia sẻ như vậy để cho các bác biết tự... không phải 3 cân hay sao nhỉ? 3 cân đấy. Xem lại các bác gửi gì vậy? Đúng là 3 cân rồi các bác ạ. 3 cân đấy, rất là nặng. Bởi vì thịt nạc đó các bác. Em bảo quản để cho anh ba rồi là các con ăn ấy. Mua rau muống rồi là đậu phụ. Trồng cây đu đủ rồi là ớt rồi là mía ở trước cửa. Các bác nhìn này, những cái vớt cà chê như này là nó mục hết rồi. Này là gió lùa là rất là lạnh cho nên là anh Long cũng đang hỏi anh Va xem là như nào thì có thể sửa sang lại nhà cho gia đình nhà anh Va. Thấy là gia đình trồng một cái khón đậu ở đây này, leo lên trên cái gốc cây này. Đây là đằng trước cửa nhà ấy. Mấy hôm nay thì trời nó cũng mưa ấy, nên đang là giặt quần áo để phơi ở ngoài. Để đánh trồng được những cái cây đậu rồi là những cái sắn này. Ví dụ như mà mua được những cái tấm ván như anh Va mua này vào thì nó sẽ kín hơn. Một phần nữa là cũng không lạnh khi mà mùa đông đến. Thưa toàn thể các cô bác, anh chị thì cái thùng này thì là không có ghi tên cho nên là anh em cũng không biết là gửi cho người nào ấy. Cho nên là cũng bảo là gia đình anh Va thì cũng đông con thì cũng mang lên cho gia đình anh Va. Xong là nếu mà có quần áo thì thử cho các con xem nào, trong đó có đồ gì. Dùng ý là chỉ có quần áo thôi các bác ạ. Anh Va này xế lại những cái băng dính này. Lúc nước thì quen bởi vì mang đồ rồi là mang thức ăn này. Nên mình mới nhớ ra là vẫn mang một cái túi quà. Túi này là bảo cháu giờ xuống dưới mang hộ ấy. Có ghi thông tin gì không? Xuống dưới đấy nè. Lấy ra xem. À, một cái túi quần áo nhỉ. Ở trong đó có giấy gì không? À không. Quần áo mới. À, quần áo mới à? Ừ, bộ đấy lấy xem nào. Rất là cảm ơn các bác. Ừ, rất là cảm ơn các bác ạ. Quần áo mới à? Cái đấy là cái gì đây nhỉ? Thuốc à? Bởi vì người gửi thì cũng chẳng ghi thông tin ở ngoài cho nên là cái canh cũng chẳng biết ấy. Ví dụ như mà lần sau. À, thuốc bôi à? À, bôi ngứa nhỉ? Ghẻ đúng không? À, thế là cho gia đình nhà anh Va rồi. Hay là chẳng biết là cho gia đình nhà nào các bác. Nhiều lúc các bác cũng phải ghi thông tin ở ngoài thì kênh mới biết được. Chứ cháu Sùng thì cũng không biết thì anh Long bảo là ví dụ như mà gia đình nhà anh Va đông con thì thôi thì cũng không có thông tin thì cứ đưa cho gia đình nhà anh Va. Gia đình nhà anh Va thì các con vẫn còn ghẻ này. Mấy hôm nay thì bôi thuốc thì sen tay của con này đỡ hơn một chút rồi các bác. Những cái vết này nó sẽ tín dần xong là nó cũng đỡ hơn rất là nhiều. Anh bôi nhiều vào nhá để cho nó đỡ khỏi luôn đi. Quần áo mới à? Mới à? Mặt vừa cháu là thì cứ lấy thôi nhá. Thôi thấy một cái mú ở đây nó rất là đẹp này. Váy đấy chắc là cho cháu rửa mặt được không? Rửa mặt được à? Con mình là mặt được á? Con thì nhóc nhóc rồi. Anh xem cái nào mà vừa mình thì mình mới mặt nhá. Hôm trước thì cô Thái Thảo cũng có gửi rồi. Rất là gọn gàng các cô. Hình như là nói chung là trong này chỉ có quần áo thôi nhỉ anh Va. Quần áo hết chưa nhỉ? Có rất là nhiều luôn. Anh
xem là cái nào mà vừa con thì là mặt nhá. Cái nào mà là mùa đông thì anh có thể cướp vào cho nó gọn gọn. Ở đây là một cái hộp thuốc giống như là bạch hổ các bác. Đấy, mùi thì cũng chẳng khác gì bạch hổ đâu. Bóc ra đấy, chắc là để mà bôi ấy, ngứa rồi là để cho các con ấy. Cháu mì nói chưa con, cháu giờ thì đang bê cháu mì này. Ô những cái vết bẩn này, này nhớ phải bôi thuốc vào tán cho cháu mì sạch sẽ vào nhá. Đầu tóc này gia đình bôi là thấy nó vẫn còn lại mọc thêm, phải bôi nhiều vào. Nhìn cũng nhanh nhẹn rồi là nhìn nó sáng sủa rất là nhiều các bác ạ. Để đây xong rồi lúc nữa thì bảo là anh Ba dùng, ví dụ như mà ngứa hay là nên dùng thì dùng. Anh Ba thì mỗi lần vào thì cũng phải bảo cháu Thành đi mua một chút nước về. Đấy, mua một chút nước ngọt về để mà gọi là mua cho nào có sẵn, mua cho nào có, mua cho nào có. Cháu cũng chỉ đến chính mà cả. Anh Ba đang bảo cháu Thành đi mua nước về. Mỗi lần hai anh em vào thì anh Ba cứ đi mua nước về như kiểu tiếc đái. Bây giờ là 10 cơm nhưng mà không có thời gian các bác ạ. Nên chia sẻ một lúc là chuẩn bị để đi về. Các con thì cũng đông. Ở đây có một cái giấy này để gửi lông kênh về miền Tây Bắc coi dùng cô tiện đâu, thấy thích hộp thì cho. À, cũng chẳng hiểu thì cứ để đây á. Ở trong cái này thì đang thấy cháu dở đang trang bế mì á, cháu mì á. À, khóc rồi à con, đây là nấu cháo à, cháo với thịt nhỉ. Khóc rồi, hơi tối quá. Cho ăn nhiều vào nhá cháu dở nhá, muốn nướng non toàn tao hoan đi á. Nhìn khinh lỗ này không biết đấy. Khóc rồi. Nói chung là cháu mì là phải nói là rất là ngoan đấy. Nhưng anh Ba đang bực quá thì được cho nó mua. Thì mua được hai chai nước về, nói chung là cũng rất là ngại. Nhưng mà các con của anh Ba đông, uống với ăn thì cũng được ít, cho nên là mình cũng nhường lại cho các cháu. Mua vào là uống luôn, nhau nhóc thế. Thế là cũng cho hai cháu mỗi người một chai. Những cái cháu nhỏ như này thì cũng nên cho ít uống ít nước ngọt thôi, cho nên là Sùng cũng bảo là hai người uống một chai thôi. Vì những cái chai nước ngọt này là đặc biệt là có ga lắm. Ở đây các bác ạ, cháu giờ cho cháu mì ăn thì ăn khỏe vào nhá con nhá. Mà búc mà búc đó, mà búc đó. Đây là cháu với thịt gà anh hay thịt lợn. Thịt lợn à? Dạ, thịt lợn hôm nọ thì chú Long với cháu mua về. À, chú Long mua về xong là băng nhỏ nhỏ để cho cháu mì ăn cùng với cháu, có thịt cho nó bổ quá. Hồi tối cho nên nó bắt buộc là phải bật đèn nữa. Cho ăn từ từ thôi, mà bút nữa no chặt chặt sáng. Xong là thấy gia đình cũng mua bỉ nữa, để cho nó sạch thôi. Mà bút nữa mê chứ, nó cách cách. Cũng nói với cháu mì rồi, cháu mì thì không biết tiếng phổ thông thì từ từ thôi. Mình là người lớn nhiều lúc mình cũng ăn từ từ các bác ạ. Thế cho nên là cũng là cho từ từ thôi. Ê, ngoan ngoan ngoan. Không vừa là khóc. Rồi. Là đừng có khóc đấy. Nhìn chú ghi hình cho các bác xem nhá, con nhá, ngoan vào. Ủa, chị nhớ nhớ đọc được mê đấy. Chị nhớ đọc kìa nào. Nó cũng phải công nhận với các bác là nó rất là ngoan. Cháu giờ thì đang cho cháu mì ăn đấy. Hết một hột rồi à, cháu Thành? Ủa. À, hết một hột rồi. À, hình như là nó cũng thấy những cái vết này đen đen rồi đấy các bác. Mất thêm rồi, ấp lên hết rồi. Bôi vào. Lần trước thì là không dùng găng tay thì các bác bảo là mua cái găng tay cho để bôi ấy.
Ủa sao sao lại ngăn lục đây? Ừ, đứng sao đây? Mẹ ơi! Sao rồi? Nó nói giống. Đấy, à, đâu? Nó nói giống. Ừ, cái này là khỏi rồi, còn cái này là vẫn còn đau rồi. Nó nói giống tàu rồng à. Chút gì xem mày. Xác cái quần cao lên, xong là bôi vào. Cái này là cái vết này là khỏi đấy. Biết là nó là đau. Đau à con? Ê, gọi là đau. Bôi vào để cho nó khỏi đi. Đấy, những cái vết này là bôi nhiều vào nó sẽ khỏi dần cơ. Nhưng mà hết thì là bảo à, chú nhá. Cháu Thành nhá. Cháu còn không chê mà ở chạy. Ở đây này. Bôi vào những cái vết này cháu Thành ạ. Bôi vào đây. Còn chỗ nào nữa không hả cháu Mai? Trên này đau không? Có từ môi à? Lăn khu khu đó. Thế bên ngó bên sọt đó chỉ nữa trong đó. Bôi nhiều lần vào nó sẽ khỏi. Và các bạn gửi cái thuốc này như là nó cũng hiệu quả đấy. Bởi vì đắt tiền mà. Một cái vỉ bé bé như là 50.000. Thì so với vùng cao là nó cũng khá là đắt tiền rồi. Ôi, của con trên tàu này cũng có này nhỉ. Cắt luôn à? Anh va cắt à? Cái này nó... Cắt cái tàu này đi. Ừ, cho nó bôi nó cũng dễ. Lúc nó sẽ bôi ra trên này. Bởi vì có cả trên đầu sợ lắm. À. Thao có mơ mơ. Đau lắm. Tê lúc ở kia xa mà xong mơ nửa tê. Thế lúc kia xa là tức khô nhò nó xong một tế. Một tế mà đọc áo vòng rồi ạ. Thế lúc là lưu mà hát lý. Thì của con này. Con em có những cái bổng nước này. Con em rất là ngứa đau ấy. Cho nên là phải bắt buộc phải ép những bổng lên sao mới mua thuốc mà. Thấy chưa? Bôi cái thuốc này vào là tay được con đi nghịch nước nhá. Để cho nó khô đi nhá. Cảm giác là bôi cái này xong là nó mát mát ấy. Trên tay có hết các bạn. Như kiểu là thân thể có hết. Cháu Mai ở trên đầu có không? Không có nhỉ. Đấy, chỉ có mối là cháu kia. Kìa. Cháu kìa. Đấy, tóc có hết nè. Đấy, anh Va cứ bảo là bôi nhiều vào nhá. Vâng. Hết lại bảo em. Thế gia đình cũng cắt tóc của cháu kia. Thì nó bôi ấy, cũng cắt này. Ôi ôi, cháu Mai cũng dính nhiều lắm. Bàn tay có hít này. Xong của cháu Mai rồi, bên đến cháu kia đấy. Cháu kia thì mới biết nói, chắc là đau lắm ấy, mới chỉ ấy. Cháu kia bé nhưng mà cảm giác thì là đau lắm này. Không chịu được à. Biết xòe tay để cho cháu Thành bôi. Trên này nó để cho Thành ạ. Bôi bên này xong. Lần sau thì phải dùng găng tay như này nhé. Hai cái găng tay luôn. Hay là hai cái găng tay lại không thuận à. Xong là cái bảo vệ cái găng tay này. Còn cháu Mỉ thì nghe anh Va bảo là hôm qua thì vừa cho uống thuốc rồi. Còn một số thuốc thì là uống buổi tối ấy. Thế với lại cái thuốc thì có hai hộp, một hộp thì là uống một ngày thì nghỉ một ngày, còn một cái hộp thì là một tuần chỉ uống một lần thôi. Thì cũng chỉ hết cho anh Va để gia đình biết. Anh Va nhớ là cái thuốc cho cháu Mỉ là dùng như nào là phải nhớ nhá. Vâng. Ừ. Cũng dẫn anh Va vào tận quầy thuốc để mà mua cái xi lanh ấy, xong là chỉ rất là rõ ràng cho anh rồi, để bảo ban xong là cho con ăn
thoải mái vào, sữa thì cũng cho uống nó thoải mái vào, để cho nó xem là một tháng nữa xem nào cháu Mỹ có cái sự khác biệt không. Nhưng mà cứ như thế thì lại phải dẫn tiếp tục xuống viện để bác sĩ can thiệp vào ấy, như anh Long nói. Trên đầu nó này, trên đầu này sợ cắt tóc thì cắt. Là cái này anh cắt hay là ai cắt với anh Ba? Cái này em cắt ấy. Anh trai của nó cắt. Cắt xong là bôi vào nhìn sợ. Đằng sau khó hết rồi. Phải tán vào nhá anh Ba nhá. Bôi như này, ví dụ như mà tối thì cũng phải tán xong mới bôi nhá. Không, Mai nữa. Của cháu Mai là trên này chưa bôi này. Trên này chưa, vẫn chưa bôi, một lúc nó bôi vào cho thầy. Thì cứ bôi hết này. Hôm nay kia ít chạm đu rồi thì tí thôi. Tối chỉ nó chết thì khác rồi. Đúng rồi. Anh Ba đâu bảo mà để tối bôi đi, bởi vì sợ bé hay dùng tay. Vào cái vết thương. Cái tóc cho mình. Cái chiếc lao nó mà lùng lánh đó. Nó ya cha yo yo nem mo chi dai ha xi na. Chen ne ha mo xi an ni na. Nó thế cỡ lâu hay trong kiến trúc. Hai cái xi em à? Chi zo e. Nó phải xi à. Nó ya đừng có ra phải là phải mất thằng cái xi. Nó thì không mất thằng mà cao xi em cái trong kiến trúc. Mình có ngum cái xi. À, đau lắm hả con? Cố chịu, bôi thuốc liên tục mấy hôm nữa là nó sẽ khỏi nhá. Bảo là đau lắm. Ồ, đau trên đầu nó cũng đầy hết nè. Bôi từng chi tiết vào để cho nó suy nghĩ là sẽ bôi cái thuốc này vào. Ôi thôi nó cậy. Mà đau lắm đấy. Trên đầu này đau lắm đấy. Thế nhẹ nhẹ thôi cho Thành ạ. Cái này đặc biệt là bôi nhiều nhiều vào cái này. Đúng rồi. Thôi, nó khóc. Ôi, đau lắm khóc à. Thôi con. Được rồi. Bôi cháu Mai đi. Bôi cháu Mai cái này. Cháu Mai này bôi ở dưới này. Thôi đừng khóc với con nhá. Mấy mưa này là khỏi. Không chết chẳng. Khá nổi với cháu. Mà. Chị giá nữa. Gặp lại trái cho cháu. Đấy, bôi nhiều vào, nếu mà hết thuốc thì lại bảo là anh nhá, vâng. Anh Ba nhá, vâng. Mua vào lại bôi để cho nó khỏi đi. Nhìn các con thương chưa? Đầu tóc có đầy đủ hết này. Vâng. Cứ vào đi cháu Thành. À, của cháu Thành đấy nhỉ. Đấy, nó lây hết rồi, sợ lắm. Nhưng mà nghe bác sĩ bảo là nó cũng biết lây hết các bác ạ. Bôi thuốc xong là cháu Mỹ chắc là cũng ăn gần no rồi. Cái bát cháo ấy rất là nhiều, bây giờ là ăn cũng gần no rồi. Chan tốt vào xem là một tháng là xem có thay đổi không anh Ba. Hai chị em chăn các em xong là lại tiếp tục đi cắt cỏ các bác. Thế như lần trước các bác thì biết là cháu Thành thì một mình cắt thì nhìn khổ sở lắm. Thế mà cháu dở ở nhà với lại cháu Thành cả hai đều ở nhà thì mới giúp đỡ được nhau. Hôm qua chắc mưa to lắm nhỉ cháu Thành nhỉ. Có nước hết này. Có cỏ này là hôm qua ai cắt đấy? Hả? À cháu Thành à? Ôi nước à. Đổ nước ra ngoài mình cắt.
Đây các bác có thể thấy là ngay bên cây này này, nhà của họ là đang cho cỏ ăn, còn bên kia là chưa thấy cỏ. Buổi sáng nay thì mới thấy cho thành người ta dở ra để cắt cỏ. Nặng này à, bó cỏ này cho thành cát to lắm. Mình cho giờ cũng xách xách không được, nổi lên. Ngày nào tháng nào cũng phải cắt cỏ như này. Cái cuộc sống của bà con vùng cao thì ngoài cái công việc là chăn nuôi ra thì cũng chẳng làm gì ấy. Khi mà cũng không biết đi làm gì luôn, trồng ngô rồi là chăn nuôi thôi. Có một số người thì biết tiếng phổ thông thì mới đi làm thuê. Giả sử như là cháu giờ thì có khi không biết tiếng phổ thông thì thỉnh thoảng những cái người dân ở trong bản thuê thì mới đi làm, còn lại thì chắc là ở nhà. Nếu mà có cái máy thái thì nó nhanh hơn, nhưng mà chắc chắn là nó sẽ dùng điện. Gia đình nhà anh Va thì các bác biết thì là cũng không có điện đâu, chỉ có kéo từ cái nhà dưới này lên trên để nó thác, mỗi người thay nhau để giảm theo tháng. Về cái vấn đề mà cùng hỏi gia đình nhà anh Va cái nguồn nước thì anh Va đang bảo là chắc là phải 300 mét, còn ván nhà để mà người ta bán thì vẫn còn, một tấn là 150.000. Tình hình để mà xem như nào thì anh Long lên thì có thể mua rồi là sửa sang lại nhà, rồi là kéo nguồn nước cho anh Va đỡ phải đi xách nước ở dưới này này, rồi là đi xách nước ở nhà trên cũng rất là vất vả. Nhiều lúc là đi rửa bát cũng phải xách cả quầy tấu rồi là mang bát ra rửa. Nhưng mà nguồn nước về đến nhà thì nó sẽ tiện hơn rất là nhiều trong sinh hoạt, rồi là tắm giặt. Một phần nữa thì cũng rất là khó, bởi vì cái đất đấy là đất của nhà anh Va. Đất của nhà anh Va ở thì là không phải là của gia đình, là nhà của ở dưới này ấy. Anh Va cũng chia sẻ là chắc là các con cái của anh đấy cũng đông, thì mình cũng chỉ được ở một cái thời gian thôi. Nhiều lúc cũng không biết là họ sẽ lấy đất lúc nào, mình cũng chẳng biết. Đất nhà anh Va thì có một cái mảnh đất tít trong rừng, trong khi đó thì nó cũng rất là dốc, cũng chẳng làm được gì, chỉ có trồng ngô. Nghe gia đình anh Va chia sẻ là một lúc nữa thì cháu dở sẽ đi hộ họ bẻ ngô, còn cháu Thành đâu, cho thì chắc ở nhà thôi. Anh Va thì chắc là ví dụ như mà có công có việc gì thì cũng đi hộ họ. Hôm trước thì có nghe chia sẻ là anh Va cũng đi giúp họ, bởi vì anh Va nhìn các bác nhìn là khỏe mà, thì chân tay ấy khỏe thì giúp mình giúp họ thì sau này họ mới giúp mình thôi. Cho Thành là ở trên này đấu chân ấy, thì trên này lấy cỏ cho bò, cỏ tươi đó, cỏ này. Ở dưới này các bác có thể thấy là có rất là nhiều cây này, cây mít, rồi là cây đào, rồi cây bự ổi, rồi là cây xoan, cây đu đủ, rất là nhiều luôn. Gia đình ở nhà dưới này là trồng rất là nhiều cây, cây đa, rồi là cây mía, cây chuối này. Dưới kia có cái bể nữa, nguồn nước nó rất là to như này, là nuôi cá này thoải mái. Đấy, nhiều nhiều cỏ. Cháu Thành với cháu dở các cỏ xong là bây giờ là đấy lên trên nhà các bác. Nói chung là thế gia đình cũng là những cái công việc bình thường. Cái quạt à, nóng quá nhỉ. Anh Va là ở nhà trong con này, trong cháu mình. Nóng quá, buộc cái khăn kia chắc là nóng quá anh ạ. Bỏ cái khăn để cho cháu thoải mái đi. Anh phải nhớ cho cháu mì ký vào nhá anh nhá.
Thì bây giờ thì chắc là cũng xin phép gia đình chuẩn bị đi về các bác. Các bác ơi, vừa rồi thì Sùng vừa chia sẻ gia đình nhà anh Va cho toàn thể các bác biết rồi. Một lần nữa thì Sùng cũng chân thành cảm ơn những cái món quà của các quý hảo tân gửi cho gia đình nhà anh Va. Cháu Sùng cũng xin khép lại cái thước phim này ở đây. Hẹn các bác ở những cái số tiếp theo trên kênh Về Miền Tây Bắc.